Trong tháng 2, có nhiều mẫu ô tô mới được các hãng xe cho ra mắt tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines. Những sản phẩm này cũng được dự đoán sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. 1. Toyota Vios thế hệ mới bán tại Malaysia. Trong tuần vừa qua, nhà phân phối của hãng xe Toyota tại thị trường Malaysia đã cho khách hàng đặt mua mẫu xe Vios thế hệ mới. Xe bán ra với hai phiên bản E có giá khoảng 483 triệu và G có giá chính khoảng 515 triệu. Toyota Vios đời mới được giới thiệu tại Malaysia là dòng fastback trần cong, với một số ưu điểm như có màn hình 9 inch hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay không dây, hốc gió điều hòa cho hàng sau, phanh tay điện tử và 3 chế độ lái trước đây là 2. Một số trang bị khác trên xe đáng quan tâm bao gồm mâm hợp kim 17 inch, lẫy chuyển số, màn hình táp lô lớn. Động cơ xe sử dụng tại Malaysia là loại 1.5 lít 4 xi lanh 105 mã lực, 138 Nm mô-men xoắn đi kèm hộp số DCVT giống Veloz. Đến thời điểm hiện tại, Toyota Vios thế hệ mới đã chào sân tại Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia và Brunei. Tuy nhiên, một số hình ảnh về Vios mới hé lộ ở Việt Nam, cho thấy thế hệ mới chưa sớm đến tay người Việt, mà chỉ là bản nâng cấp bên ngoài. 2. Nissan Terra 2023 thêm bản thể thao tại Đông Nam Á. Nissan Philippines đã chính thức ra mắt mẫu xe Nissan Terra 2023 bản thể thao vào hôm 25 tháng 2, trên mạng xã hội Facebook và YouTuber. Tại thị trường Philippines, Nissan Terra Sport sở hữu thiết kế hầm hố hơn các phiên bản trước đó. Xe được bổ sung thiết kế vành la răng mới theo phong cách thể thao. Bộ vành này có đường kính 18 inch với thiết kế đa chấu khỏe khoắn. Được định vị là phiên bản cao cấp nhất trong dòng SUV cỡ D, Nissan Terra Sport 2023 đi kèm đầy đủ trang bị. Theo đó, xe sở hữu đèn pha LED với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng cao thấp và gương chiếu hậu gập điện. Nissan Terra Sport 2023 trang bị nội thất hiện đại như màn hình màu TFT 7 inch trong bảng đồng hồ táp lô, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. Xe sử dụng động cơ diesel 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.5 lít, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Tại thị trường Philippines, Nissan Terra Sport 2023 có hai bản trang bị là VL1 cầu và VL2 cầu. Giá bán tương ứng của hai phiên bản này là 911 triệu và 1 tỷ 57 triệu. Ngoài Philippines, Nissan Thái Lan cũng cho biết sẽ ra mắt Terra Sport 2023 trong tuần này. 3. Suzuki Grand Vitara đời mới ra mắt tại Indonesia. Grand Vitara đời mới vừa chính thức ra mắt tại triển lãm Indonesia 2023. Tương tự Ấn Độ, phiên bản Đông Nam Á, sử dụng chung khung gầm của Toyota Urban Cruiser Hyryder đã ra mắt vào tháng 6 năm 2022. Về thiết kế, Suzuki Grand Vitara dùng tản nhiệt lục giác độc quyền đi kèm đèn trước tách cụm, với đèn ban ngày LED đặt trên, còn cụm đèn chính đặt thấp hơn, trên cản trước. Tại đuôi xe, đèn hậu LED ôm lấy cửa hậu nhờ dải đèn ngang, dòng chữ Grand Vitara khổ lớn. Phiên bản đời mới có chiều dài 4.345 mm, rộng 1.795 mm và cao 1.645 mm. Chiều dài cơ sở xe là 2.600 mm, khoảng sáng gầm xe 210 mm. Suzuki Grand Vitara 2023 sở hữu khá nhiều trang bị như màn cảm ứng trung tâm 9 inch, bàn sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời cỡ lớn, cổng sạc USB phía sau. Về sức mạnh, xe được trang bị động cơ 1.5 lít hỗ trợ bởi công nghệ hybrid nhẹ giống mẫu Ertiga Hybrid. Công suất hệ thống đạt 102 mã lực, mô-men xoắn 137 Nm. Hộp số không dùng loại 4 cấp tự động như Ertiga Hybrid, mà là loại 6 cấp tự động có chế độ giả lập số sàn và lẫy chuyển số. Tại Việt Nam, một số đại lý Suzuki đã đánh tiếng Grand Vitara mới có thể sẽ quay trở lại thị trường trong thời gian tới. 4. MG HS 2023 ra mắt tại thị trường Indonesia. Giữa tháng 2 vừa qua, hãng MG đã giới thiệu mẫu xe HS thế hệ mới tại thị trường Indonesia. Phiên bản mới tại Indonesia có thay đổi khá nhiều về mặt thiết kế, cũng như trang bị, và có nhiều nét tương đồng với mẫu sedan hạng C là MG5. Cụ thể, lưới tản nhiệt dạng Digital Flaming, cụm đèn chiếu sáng có thể tự động điều chỉnh luồng sáng cao thấp. Phần đèn ban ngày dạng LED được tích hợp vào bên trong đèn pha, đèn sương mù đặt dọc ở hai góc cản trước. Ngoài ra, xe cũng có nhiều nâng cấp mới như mâm xe, cụm phanh sơn đỏ, đèn hậu LED nằm ngang, ốp ống xả hình thang ngược. So với thế hệ trước, thiết kế MG HS 2023 có phần thể thao và hiện đại hơn. Tương tự, phần nội thất cũng tối ưu theo hướng thể thao với ghế trước dạng semi bucket, vô lăng đê cắt, Đồng hồ lái điện tử 12.3 inch màn hình trung tâm 10 inch được đặt, nổi đi kèm hệ thống loa Bose. Khối động cơ là máy xăng, dung tích 1.5 lít, cho công suất 117 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 250 Nm kết hợp với hộp số 7 cấp và 5 chế độ lái. Hiện MG HS 2023 tại Indonesia có giá từ 720 đến 862 triệu cho 3 phiên bản. Vào cuối quý 3 năm 2022, MG HS đã âm thầm lặng lẽ rời khỏi thị trường Việt Nam với nguyên nhân tạm thời hết hàng. Tuy nhiên, mới đây nhất, một số đại lý cho biết MG HS 2023 sắp được bán lại xe nhập khẩu từ Thái Lan.